HP Shop thân chào các bạn. Chút này chúng ta sẽ nói về cái cạc chít của cái dòng Canon là VB6030 nha. Cái dòng này á, nếu như các bạn mua trong thùng mới á, in nó rất nhanh và đẹp nha. Đây, máy còn mới và cái hộp mực này là lần đầu tiên nạp mực. Thì khi chúng ta nạp xong á, nạp mực ở ngoài xong thì chúng ta in nó. Đây, đây là cái bản in của nó. Nó cho ra cái nét mực, cảm thấy là nó lật lật sao á, không phải là cái mực ghim của nó nha. Đây, cái dòng cái chip để là 325 nha của Canon. Thì sau khi mình làm mực xong, anh test thử nó ra là lợt nha. Thì nếu mà mực chính hãng á, nó nạp vào in rất là đẹp. Còn nếu như mà các bạn nạp mực những cái dòng mực ở ngoài thì chúng ta phải thay luôn cái rum. Cho dù các bạn thấy đi, cái rum của nó còn rất là đẹp nha, chưa có bị chảy xước. Rất đẹp luôn các bạn. Đây là gum rin đi theo cái máy anh đi theo cái cạch chít của máy anh Canon 29. Mình thấy nó không có tì vết gì luôn á, mà sau khi chúng ta nạp mực ở ngoài vào thì in nó bị lợt đi, nó không có được đậm nữa. Và sau khi mình thay đi cái rum này nha, mình nạp mực và thay đi cái rum này thì mình in lại nó là đậm và đẹp hơn. Bây giờ mình nên test một cái bản sau khi chúng ta thay rum xong nha. Đây, bây giờ mình ra là lên từ trên máy, nó bắt đầu khởi động bên. Đây, thì ở đây mình so sánh nè, hai cái bản in mình test thử nè, chữ nó ra đậm và đẹp nha. Còn đây là cái bản in từ cái rum zin của nó đây. Bạn thấy hai cái chữ nó khác nhau không? Là mình để gì cho các bạn dễ nhận biết nè. À, thì đối với những cái dòng máy in mà in tốc độ cao này á, in nhanh, nói chung là in nhanh như cái dòng Canon là VB6030 hoặc là in hai mặt 6030D á, thì mấy dòng này nếu mà chúng ta mua mới về in rất là đẹp và chữ sắc nét nha. Và sau khi hết mực chúng ta tìm mực zin của nó. Còn nếu như mà không có, chúng ta phải nạp mực vào á, thì chúng ta phải thay luôn cái rum ngoài thị trường nha. Cái rum lô ở ngoài. Còn cái rum zin của nó tuy là còn rất đẹp, nhưng mà sau khi nạp mực ở ngoài vào á thì in lợt và cảm thấy không đẹp lắm. Còn nếu không á, chúng ta nên thay một cái cạc chít zin của nó, hoặc là mua một cái cạc chít mới của hàng Trung Quốc thôi, chúng ta lắp vào để in tiếp. Còn nếu mà chúng ta nạp mực thì cái dòng này nếu mà nạp mực lần đầu tiên nha, thì chúng ta nạp mực và thay luôn cái rum của nó. Lần sau chúng ta nạp mực tiếp thì không cần phải thay, nếu như rum còn tốt nha các bạn. Rồi, và điều lưu ý cùng các bạn nha, chúc các bạn vui khỏe.